Bạn có biết khi vợt cầu lông bị đứt lưới chúng ta sẽ cắt như thế nào không? Chúng ta sẽ cắt ở trên, ở dưới, bên trái, bên phải. Việc này giúp cho vợt của bạn được an toàn, mặt vợt được bung đều, giãn nở một cách tự nhiên và trả lại nguyên hiện trạng ban đầu của khung vợt. Và đây là cách mà mình thường cắt lưới để đảm bảo an toàn cho vợt của bạn.